Chiều ngày 15 tháng 3, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 14 người về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn luật thế hệ trẻ. Theo đó, trong số 14 đối tượng bị khởi tố, có 7 bị can là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, gồm Nguyễn Minh Thành, quản lý, Võ Công Minh, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính, cùng là nhân viên thu hồi nợ. 7 bị can còn lại thuộc chi nhánh công ty thế hệ trẻ gồm Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư, quản lý điều hành, Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà, trưởng nhóm, Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt, nhân viên thu hồi nợ. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua đơn vị này tiếp nhận nhiều tố giác tin báo tội phạm của người dân về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của họ. Sau khi tiếp nhận các nguồn tin, ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và công an quận Tân Bình phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an khẩn trương xác minh làm rõ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định địa điểm kinh doanh số 1 công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng phường 1, quận Tân Bình và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn luật thế hệ trẻ, phường 15, quận Tân Bình đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc, nhân viên, quản lý, trưởng nhóm, áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi. Từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Bình và các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án nhằm xác định đúng bản chất sự việc, xử lý nghiêm toàn bộ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố đề nghị người dân là nạn nhân của các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, núp bóng hoạt động thu hồi nợ, tích cực tố giác tội phạm, hợp tác cơ quan công an để xử lý triệt để loại tội phạm này theo đúng quy định của pháp luật.